người trong đây ăn uống thoải mái quá tức quá. Quay mà mang lên lầu xanh hả? Không mai đưa lên vô chưa? Mấy triệu là view. Tiền quá không? Tại cái bữa này là gì ta? Quá chị lên con đường cho mấy thằng à, giờ mà 3 giờ tự nhiên là sao rồi. Tại sao nó 9 giờ mà mấy giờ mới đi à. Vô đi em chứ. Đi ngoài rồi. Vô đi em chứ. Nghi quá nghi. Đúng rồi em. Đó thấy kìa, có bảo vệ luôn. Để mình gửi luôn. Gần đây em ở. Đi thôi mọi người yên tâm. Để bỏ vô cái bịch này tí nào thôi à, có phải là bạn đi tìm mua nước á dùng rác giúp anh em à, em điện em chuyện luôn em cũng được em à. Dạ, 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 dạ
cái gì làm đâu, cảm nghĩ thế nào về cái vụ mua bán hôm nay? À, nói chung là mình chỉ biết là cả thế giới đang ngắm nhìn mình rồi. Bạn có háo hức khi mà nhận được cái Galaxy Note 2 không? Rất háo hức khi nhận được bánh bao. Bạn do bạn đã đến đây từ lúc nào? Đến đây từ hôm qua nhưng đi về ngủ. bạn đi đến đây với ai? Quê bạn đâu? Quê được. Bài là coi thì quay hả? Con mẹ đi hả? Anh phải anh biết anh đến đây từ đâu hả? Anh đến đây từ đâu không dám à, Thủ Đức. Thủ Đức hả? Đến từ sớm không? Đến rất sớm, 5 giờ có mặt sắp hàng rồi. Anh đến mai YouTube dữ lắm rồi.